Lũ trên sông Hồng ở Hà Nội lên trên mức báo động 2. Lũ tràn qua đê bối Bắc Giang, sơ tán khẩn cấp 500 hộ dân trong đêm. . 15 trên 25 tỉnh miền Bắc đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở nghiêm trọng. Sập nhà điều hành thủy điện ở Lào Cai khiến 5 người mất tích. Trưởng thôn Làng Nủ kể lại phút một ngọn núi bùn đất đổ ập xuống thôn mình. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24h. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Ngày 11 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát đi bản tin thông báo lũ trên sông Hồng ở thành phố Hà Nội. Theo đó, mực nước sông Hồng đang lên nhanh. Lúc 0 giờ ngày 11 tháng 9, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là 10,54m, trên báo động 2 là 0,04m. Dự báo, mực nước sông Hồng tiếp tục lên. Đến 1 giờ ngày 11 tháng 9, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 10,6m, trên báo động 2 là 0,1m. Lúc 7 giờ ngày 11 tháng 9, trên sông Hồng tại Hà Nội là 10,7m, trên báo động 2 là 0,2m. Lúc 13 giờ ngày 11 tháng 9, trên sông Hồng tại Hà Nội là 10,75m, trên báo động 2 là 0,25m. Đến 19 giờ ngày 11 tháng 9, trên sông Hồng tại Hà Nội là 10,75m, trên báo động 2 là 0,25m. Các chuyên gia cảnh báo lũ trên sông đang lên cao, gây ngập lụt, sạt lở đất ở vùng ven sông, nguy cơ mất an toàn đối với các tuyến đê thuộc các quận huyện Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Đan Phượng, Phúc Thọ, Sơn Tây, Thanh Trì, Gia Lâm, Long Biên, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Đông Anh, v.v. Cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2. Mực nước trong sông đang ở mức cao, mực nước lũ gây ngập lụt sâu, ngập lụt vùng ven sông, vùng trũng thấp ở một số khu vực sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và nhiều vùng dân cư của địa phương có thể gây nguy hiểm cho đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân tại một số khu vực thuộc các quận huyện Đan Phượng, Phúc Thọ, Sơn Tây, Thanh Trì, Gia Lâm, Long Biên, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Đông Anh, v.v. Bên cạnh đó, các con sông ở Hà Nội và sông ở tỉnh lân cận có nguồn kết nối với Hà Nội đều đang trong cảnh nước chảy xiết từ thượng nguồn đổ về, có nguy cơ lên tới mức báo động 3. Vừa qua, nhiều người dân quanh vùng tại quận Long Biên đổ ra bờ sông quan sát nước tràn về từ thượng nguồn với tâm trạng lo lắng. Với nhiều thanh niên trẻ tuổi, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy cảnh này. Với những người con quê gốc huyện Gia Lâm, sinh ra ở thập kỷ 50, 60 thì lo lắng kịch bản năm 1971, trận lụt kinh khủng nhất và từng khiến họ phải leo lên nóc nhà để tránh lụt sẽ tái diễn. Tối mùng 10 tháng 9, lũ trên sông Hồng đoạn chảy qua quận Hoàn Kiếm, Hà Nội lên nhanh, khiến nhiều ngôi nhà quanh khu dân cư ven sông Hồng thuộc phường Trương Dương và Phúc Tân nước bắt đầu vào nhà. Lo ngại trong đêm, lũ sẽ tiếp tục lên cao, dân cư ở đây hối hả thu dọn, di chuyển đồ đạc, tài sản để sơ tán ra khỏi vùng ngập trong đêm. Trên phố Trương Dương Độ, phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, nước lũ từ sông Hồng dâng cao đã khiến tuyến phố trên ngập dài khoảng 100m. Nhiều nhà hai bên tuyến phố nước đã ngập vào nền nhà. Dù trước đó, ghi nhận trong sáng cùng ngày, nước chỉ mới mấp mé ở phía dưới phố này. Ngoài ra, nước lũ dâng cao, điện lực quận Hoàn Kiếm đã cắt điện các nhà dân bị ngập lụt, khiến nhiều người lọ mọ, thắp nến, vội vã ôm chăn chiếu, đồ đạc chạy lũ. Trong khi đó, lực lượng chức năng của quận Ba Đình, Hà Nội đêm mùng 10 tháng 9 đã sơ tán khẩn cấp hàng nghìn người dân ngoài đê cạnh cầu Long Biên đến nơi an toàn. Trong bối cảnh do ảnh hưởng của bão số 3 và tình trạng mưa lớn, xả lũ sau bão khiến mực nước sông Hồng qua khu vực cầu Long Biên, Hà Nội dâng cao. Theo đánh giá, mực nước dâng cao nhất trong 16 năm trở lại đây. Nước tràn qua khu vực bãi bồi, uy hiếp nhiều khu dân cư ở sát ven sông. Nhiều địa phương nằm ven sông Hồng đã tổ chức di rời các hộ dân có nguy cơ cao tới nơi an toàn. Lãnh đạo Hiệp Hòa cho biết khoảng 18 giờ ngày 10 tháng 9, nước lũ sông Cầu dâng cao tràn qua đê bối, đê phụ thuộc thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh, nước ngập các hộ dân trong thôn. Cơ quan chức năng của huyện Hiệp Hòa đã khẩn trương sơ tán người dân ra khỏi thôn đến nơi an toàn. Thôn có khoảng 500 hộ dân với gần 2.000 dân. Cơ quan chức năng túc trực suốt đêm để hỗ trợ người dân trong thôn. Dù trời đổ mưa, lực lượng công an và quân đội khẩn trương sử dụng xuồng đi vào từng ngõ trong thôn Đa Hội để đưa người dân, nhất là người già và trẻ em, di chuyển ra khỏi thôn đến nơi an toàn. Vừa được đưa lên xuồng cứu hộ, anh Nguyễn Văn Tưởng, sinh năm 1971, người trong thôn Đa Hội cho biết, chập tối, nước bắt đầu tràn qua đê bối vào thôn rồi dâng lên rất nhanh. Đây là lần đầu tiên anh thấy nước lũ lên cao như vậy. Theo dữ liệu Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ kể từ 14 giờ ngày 9 tháng 9 đến 14 giờ ngày 10 tháng 9, khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Nậm Củi ở Lai Châu 79,2 mm, Đồng Tâm ở Hòa Bình 296,8 mm, Cam Đường ở Lào Cai 208,6 mm, Minh Bảo ở Yên Bái 401,2 mm, Nấm Dần ở Hà Giang 164 mm, Hùng Đức ở Tuyên Quang 121 mm, Đại Phạm ở Phú Thọ 209 mm, Hoàng Nông ở Thái Nguyên 120 mm, Đầm Hà ở Quảng Ninh 238 mm, Cẩm Lương ở Thanh Hóa 120 mm, vân vân. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cơ quan khí tượng dự báo trong những giờ tới, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 100 mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa với lượng từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong đó, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại 15 tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa. Tối mùng 10 tháng 9, ông Giang Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang xác nhận đê sông Lô đoạn qua xã Quyết Thắng đã bị vỡ do nước sông lên cao. Hiện công tác vá đê đang khẩn trương được triển khai. Đoạn đê bị vỡ dài khoảng 10 mét, giáp ranh với xã Hợp Nhất của huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Trước đó, tại vị trí này đã có dấu hiệu của rò rỉ nước. Công tác di rời người dân trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng đã được triển khai nên không có thiệt hại về người. Thời điểm 22 giờ ngày 10 tháng 9, hàng trăm người dân và các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương chuyển các bao đất tới vị trí vỡ đê. Nhiều xe tải chở đá và máy xúc cũng đã được huy động tới hiện trường để ứng phó với sự cố. Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa lớn. Cùng với việc Thủy điện Tuyên Quang mở hết 8 cửa xả đáy đã khiến lũ trên sông Lô lên cao, gây ngập úng tại nhiều khu vực. Tối mùng 10 tháng 9, tình hình lũ các sông trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 3 tại tỉnh Tuyên Quang. Chiều tối mùng 10 tháng 9, ông Nguyễn Duy Hòa, Bí thư huyện ủy Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, xác nhận thông tin về việc mưa lũ đã làm sập nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á Nậm Lốc trên địa bàn. Cụ thể, theo thông tin ban đầu, do mưa lớn nhiều ngày trên địa bàn đã dẫn tới sạt lở đất đá từ trên sườn núi xuống nhà điều hành của nhà máy thủy điện Đông Nam Á Nậm Lốc, gây sập làm một số công nhân của nhà máy bị thương và 5 người mất tích. Ngay sau khi nhận thông tin, chính quyền xã Bản Cái đã huy động lực lượng tại chỗ khoảng 50 người để tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Tuy nhiên, do không có sự hỗ trợ của phương tiện, máy móc chuyên dụng mà hoàn toàn thủ công, nên việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Huyện Bắc Hà cũng đã cử một đoàn công tác trực tiếp đến hiện trường để hỗ trợ và chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn. Nhưng do đường bị sạt lở đất nhiều khu vực, nên vẫn chưa thể tiếp cận được hiện trường. Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 10 tháng 9, một cán bộ công an xã Bản Cái, huyện Bắc Hà, trong khi đi công tác qua nhà máy thủy điện Đông Nam Á Nậm Lốc, thì phát hiện một số người bị thương đang dìu nhau đi ra từ điểm sạt lở và thông báo vụ việc. Do khu vực này đang bị mất sóng điện thoại nên không thể gọi lực lượng cứu hộ. Ngay sau đó, cán bộ công an này đã chạy bộ 10 km ra khu vực có sóng điện thoại để gọi điện về công an huyện thông báo sự việc. Đến 12 giờ trưa mùng 10 tháng 9, những người thoát nạn đã di chuyển về bệnh xá xã Bản Cái để được chăm sóc và điều trị vết thương. Hiện còn 5 người nghi mất tích và một người bị thương nặng tại vị trí sạt lở. Cũng trong chiều 10 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ đưa một xuồng hơi đến để vận chuyển nhân lực và đưa người bị nạn đi theo sông chảy và một máy điện thoại vệ tinh phục vụ liên lạc. Đến chiều tối mùng 10 tháng 9, 18 nạn nhân bị thương được tìm thấy trong trận lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh đã được đưa về điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Công tác cứu chữa các nạn nhân bị thương gặp nhiều khó khăn. Con số này chắc chắn chưa dừng lại, bởi thông tin ban đầu, trận lũ quét đã vùi lấp toàn bộ thôn với 35 hộ dân, 128 nhân khẩu. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do bệnh viện vừa bị ngập nước vì mưa lớn những ngày qua, nhưng khi tiếp nhận thông tin về trận lũ quét làm nhiều người thương vong tại thôn Làng Nủ, bệnh viện đã nhanh chóng chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế để sẵn sàng cứu người. Theo đó, bệnh viện đã bố trí kíp cấp cứu lưu động 6 người, gồm 2 bác sĩ và 4 nhân viên y tế, túc trực tại hiện trường để khi tiếp nhận nạn nhân lập tức sơ cứu ban đầu. Do đường từ vùng lũ có nhiều đoạn bị hỏng nặng, sạt lở, phương án duy nhất là vận chuyển người bệnh bằng xe tải đến bệnh viện. Kể lại về khoảnh khắc sinh tử khi vụ sạt lở đất kinh hoàng vùi lấp gần như cả thôn Làng Nủ, ông Hoàng Ngọc Diệp, trưởng thôn Làng Nủ cho biết, trước khi xảy ra lũ quét đã có mưa rất lớn. Khoảng 6 giờ sáng hôm xảy ra vụ việc, người dân trong bản nghe tiếng nổ lớn, rồi chỉ tích tắc sau đó, cả quả đồi đổ sập xuống, vùi lấp cả thôn. Ông Diệp vẫn chưa hết bàng hoàng khi miêu tả cả một ngọn núi bùn đất cao khoảng 100 mét đổ ập xuống thôn mình. Bà con không ai chạy kịp. Nhớ lại giây phút cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, bị sập 2 nhịp giữa, anh Ngô Văn Khanh, sinh năm 1998, trú tại thôn 5, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, vẫn chưa hết bàng hoàng. Vào thời điểm đó, anh đang ở trong nhà thì thấy mọi người hô to, cầu sập rồi. Ngay lập tức, anh chạy ra ngoài nhìn về phía thượng nguồn. Lúc này cây cầu có tuổi đời 29 năm, đã bị sập toàn bộ 2 nhịp giữa. Sau đó, anh đã phát hiện một nạn nhân đang chới với giữa dòng nước lũ chảy xiết. Ngay lập tức, anh chạy xuống đò, bơi ngược ra giữa dòng để ứng cứu. Anh Khanh chính là người đã cứu được nạn nhân Phan Trường Sơn ở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Khi được hỏi về câu chuyện cứu người trong vụ sập cầu Phong Châu, anh Khanh nhớ lại. Lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu, rồi tức tốc lái thuyền chạy ra cứu người. Quan sát xung quanh, anh Khanh thấy dòng nước xiết đục ngầu, đang cuốn theo nhiều cây gỗ và rác. Vài phút sau, anh nhìn thấy anh Sơn đang cố gắng bám víu vào một thân cây, chới với vật lộn giữa dòng nước lũ. Nạn nhân đã bị rơi cả người và xe máy xuống sông khi cầu sập. Không nghĩ nhiều, anh Khanh lập tức cùng 2 người khác chèo thuyền ra ngoài dòng nước đang chảy xiết để cứu người. Anh kể, chưa bao giờ tôi dám chèo thuyền ra dòng nước lũ chảy xiết như vậy. Nếu không may, dòng nước cuộn xoáy sẽ cuốn cả thuyền đi. Nhưng lúc ấy tôi không nghĩ được nhiều. Trong khi 2 người khác chèo thuyền, tôi đứng ra mũi thuyền để kéo người gặp nạn lên thuyền. Chiếc thuyền chỉ dài 7 mét, rộng chừng 1 mét, nên việc di chuyển dưới dòng nước cũng khó khăn. May mắn chúng tôi nhanh chóng tiếp cận đến vị trí nạn nhân. Lúc này, anh Khanh cầm lấy tay nạn nhân rồi lôi thốc lên thuyền thì chiếc thuyền cũng chao đảo theo. Anh Khanh kể, anh ấy rất hoảng sợ. Lên tới bờ anh ấy vẫn run, không nói được, không nhớ gì. Phải mất khoảng 10 phút, anh ấy mới đọc được điện thoại người nhà để tôi thông báo. Khi được hỏi, anh đã nghĩ gì khi lao ra giữa dòng nước dữ để cứu người? Người hùng 26 tuổi cho biết, bản thân khi đó gần như làm việc theo bản năng. Trong đầu anh khi đó chỉ có ý muốn nhanh nhất đưa được nạn nhân lên bờ. Nằm trong phòng cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, nạn nhân Phan Trường Sơn, ngụ tại khu 10, xã Hương Nội, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi thoát chết trong vụ sập cầu Phong Châu. Cụ thể, anh Sơn cho biết, khi đang đi trên cầu, anh nghe thấy tiếng uỳnh uỳnh, rồi trong chớp mắt thấy mình rơi tự do xuống sông. Anh thấy mình chìm rất sâu nên cố gắng ngoi lên mặt nước. Lúc đấy, mặc dù đã ngoi đến mặt nước, nhưng anh vẫn không dám nghĩ mình còn sống để trở về vì nước chảy quá xiết. Ngay sau đó, anh Sơn may mắn bám được vào một thân cây chuối. Trôi theo dòng nước khoảng từ 4 đến 5 km thì anh được người dân đi thuyền ra cứu. Ông Ngô Văn Huấn, bố của anh Khanh, vẫn chưa hết bàng hoàng khi cây cầu hàng ngày mình đi qua đã đổ sập, cuốn trôi nhiều người chưa rõ tung tích. Ông Huấn chia sẻ, sáng ngày 9 tháng 9, ông vừa di chuyển qua cầu Phong Châu được 10 phút thì nghe tin cầu sập. Ông đã gọi điện cho vợ, con để ra sông canh, nếu người bị nạn trôi qua thì cứu. Lúc ấy Trần Đồng như nhũn ra, tức tốc chạy về phía thuyền của gia đình neo đậu để hỗ trợ. Cuối cùng, con trai ông chỉ cứu được một người. Dù lúc đó cả gia đình vẫn túc trực ở ven sông, nhưng không thấy nạn nhân nào nữa. Anh Khanh nói, có nhiều người hỏi thăm về việc anh cứu người, danh lời tán thưởng. Thế nhưng, anh nghĩ rằng mình cứu người thì sau này mình gặp nạn cũng sẽ có người cứu mình. Giúp được ai điều gì thì nên giúp. Trong báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải về tình hình sự cố cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, địa phận tỉnh Phú Thọ, ông Bùi Quang Thái, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đến thời điểm xảy ra sự cố, Cục không nhận được báo cáo về dấu hiệu không đảm bảo an toàn đối với công trình cầu Phong Châu. Theo báo cáo nhanh của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ, cầu Phong Châu tại km 18+300, quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ, được xây dựng, bàn giao và đưa vào khai thác sử dụng năm 1995. Cầu được xây dựng bằng thép và bê tông cốt thép dự ứng lực với quy mô vĩnh cửu, tải trọng thiết kế H18 đến X60, tải trọng người đi 0,3 tấn trên 1 mét vuông. Cầu gồm 8 nhịp và các trụ cầu bằng bê tông cốt thép. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ cũng thông tin thêm, cầu Phong Châu đã trải qua nhiều lần sửa chữa, bảo trì. Kết quả kiểm định cầu năm 2019 đánh giá cho thấy cầu khai thác được với tải trọng HL93. Cầu không phải cắm biển hạn chế tải trọng xe qua cầu. Đáng lưu ý, báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ cũng nêu rõ, do ảnh hưởng của bão số 3, tức siêu bão Yazi, gây mưa lũ, nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy xiết đã làm thay đổi địa hình, địa mạo dưới lòng sông, khu vực cầu Phong Châu, kéo đổ trụ T7, làm sập hai nhịp dàn chính của cầu, nhịp 6 và nhịp 7. Theo ông Bùi Quang Thái, hàng năm cầu Phong Châu và tuyến quốc lộ 32C đều được lập kế hoạch bảo trì, giao vốn thực hiện bảo trì và được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ, chủ đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện bảo trì theo kế hoạch giao. Trong đó, năm 2010 tiến hành sửa chữa lan can cầu, mặt cầu, khe co giãn. Năm 2013 tiến hành thay dầm nhịp bê tông cốt thép, thay khe co giãn bằng loại khe răng lược, thảm lại mặt cầu. Năm 2018 xử lý trụ chống va xô. Năm 2019 xử lý sói lở trụ T6, T7 và năm 2023 sửa chữa sơn kết cấu nhịp dầm thép, khe co giãn. Mặt khác, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ đã đấu thầu lựa chọn nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên từ năm 2024 đến năm 2027. Về sự cố sập cầu Phong Châu, ông Thái cho biết hiện nay chính quyền địa phương, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ và các lực lượng công an, quân đội và các đơn vị liên quan đang khẩn trương, tích cực tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo giao thông, tổ chức phân luồng giao thông không đi qua khu vực cầu, bố trí cảnh báo cho người và phương tiện tham gia giao thông và thực hiện các công việc khác. Ông Thái nói, hiện tại do mực nước sông lớn, dòng chảy xiết nên chưa thống kê, đánh giá cụ thể các thiệt hại. Theo thông tin sơ bộ ban đầu, có 9 phương tiện gồm ô tô và xe máy đang tham gia giao thông trên cầu tại thời điểm xảy ra sự cố. Để thực hiện phòng chống, khắc phục hậu quả thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành các công điện về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 3 năm 2024. Văn bản số 6065 CDBVN TCGT ngày 4 tháng 9 năm 2024 về việc triển khai thực hiện các công điện của Thủ tướng Chính phủ, các công điện của Bộ Giao thông Vận tải về chủ động phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Tại các văn bản trên, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện các công điện trên của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Giao thông Vận tải và các văn bản của Cục, đồng thời tổ chức trực phòng chống cơn bão số 3, thực hiện kiểm tra, đánh giá tình trạng cầu nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 3. Cầu yếu thì phải theo dõi thường xuyên và xử lý kịp thời khi thời tiết xấu, ảnh hưởng đến khai thác, đảm bảo an toàn công trình, cũng như an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua cầu. Ông Thái khẳng định, đến thời điểm xảy ra sự cố, Cục Đường bộ Việt Nam không nhận được báo cáo về dấu hiệu không đảm bảo an toàn đối với công trình cầu Phong Châu. Hiện nay, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, cập nhật thông tin, giải pháp xử lý và báo cáo Bộ Giao thông Vận tải. Sự việc hai nhịp cầu Phong Châu kết nối xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao với xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ bất ngờ đổ sụp hoàn toàn gây thiệt hại lớn cho các phương tiện lưu thông, đang khiến người dân không khỏi bàng hoàng, đau xót. Cầu Phong Châu được đưa vào sử dụng năm 1996 với tải trọng thiết kế H18X60 gồm 8 nhịp, trong đó có 4 nhịp giản đơn dầm T33M bằng bê tông cốt thép giữ ứng lực, 3 nhịp giàn thép 66M + 64M + 80M và 1 nhịp giản đơn dầm T21M bằng bê tông cốt thép thường. Sau gần 20 năm khai thác, cầu bị hư hỏng nặng do lượng xe hạng nặng qua lại quá nhiều. Đến tháng 9 năm 2013, cầu Phong Châu được tiến hành sửa chữa quy mô lớn. Báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ cũng cho biết, năm 2019, cầu Phong Châu được xử lý sói lở, gia cố trụ cầu. Đến năm 2023, cầu tiếp tục được sửa chữa nhỏ gồm tẩy rỉ, thay khe co giãn, sơn lại lan can và kiểm định cầu. Theo đó, hồi tháng 4 năm 2023, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ với tư cách là chủ đầu tư, ban quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông làm bên mời thầu đã tổ chức đấu thầu gói thầu thi công xây dựng công trình với giá dự toán 4.408.565.000 đồng. Thuộc dự án sửa chữa cầu Phong Châu, km 18+200, quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ. Tuy được đấu thầu rộng rãi, qua mạng, song chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ đăng ký thực hiện và may mắn trúng gói thầu với giá rất sát so với giá dự toán là 4.400.019.019 đồng, chênh lệch 8.545.981 đồng. Nhà thầu được nhắc tới ở đây là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Thương mại Ngọc Việt, viết tắt là Công ty Ngọc Việt, có trụ sở ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Người ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là ông Trần Hoài Giang, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Ngoài ra, tổ chuyên gia được Giám đốc Ban Quản lý Dự án Xây dựng và Bảo trì Công trình Giao thông thành lập theo quyết định số 03 QĐ QLBT ngày 3 tháng 3 năm 2023 để thực hiện đánh giá EHSGT hồ sơ dự thầu của gói thầu bao gồm ông Nguyễn Quốc Việt, tổ trưởng, ông Cao Quang Huy, tổ viên và ông Nguyễn Quang Huy, tổ viên. Đây là những người đã chấm đạt cho EHSGT của Công ty Ngọc Việt. Đại diện Công ty Ngọc Việt phán đoán nguyên nhân rất có thể đến từ tình hình bão lũ và thiên tai nặng nề trong những ngày gần đây. Nhịp cầu bị gãy đổ là do thiên tai, mưa lũ, khiến nước sông Hồng dâng cao, làm thay đổi địa hình lòng sông khu vực này, tôi nghĩ như thế. Đại diện Công ty Ngọc Việt phủ nhận trách nhiệm tại sự việc thương tâm này, đồng thời khẳng định chúng tôi không làm gì để ảnh hưởng đến cây cầu cả. Khi bắt tay vào thi công cách đây hơn 1 năm, hiện trạng của cây cầu cũng bình thường, không có vấn đề cần chú ý. Vẫn theo vị này, mặc dù giá gói thầu lên tới 4,4 tỷ đồng, tuy nhiên nhà thầu chỉ thực hiện đánh rỉ, sơn kết cấu nhịp dàn thép, sơn lại lan can, sửa chữa khe co giãn, sửa chữa và thay mới hệ thống chiếu sáng trong thời hạn cam kết là 120 ngày. Phía Công ty Ngọc Việt thông tin thêm, chỉ là những hạng mục nhỏ bên ngoài chứ không đụng chạm gì đến kết cấu bên trong. Tiếp tục tìm hiểu, được biết từ năm 2020 tới nay, Công ty Ngọc Việt đã tham gia và trúng toàn bộ 10 gói thầu do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ và Ban Quản lý Dự án Xây dựng và Bảo trì Công trình Giao thông phối hợp tổ chức với tổng giá trị gần 64 tỷ đồng. Vụ sập cầu thép Phong Châu ở tỉnh Phú Thọ sáng ngày 9 tháng 9 khiến nhiều người bàng hoàng về mức độ nghiêm trọng và tình huống xảy ra quá bất ngờ. Qua video từ camera hành trình của ô tô lưu thông hướng về phía cầu cho thấy, thời điểm này còn khá nhiều ô tô đi trên cầu. Ước tính có khoảng 10 ô tô, 2 xe máy rơi xuống sông. Khi bị mắc kẹt bên trong một chiếc xe ô tô đang chìm, thì lúc này số phận lại do chính người bên trong quyết định. Theo các chuyên gia an toàn, thời gian vàng để thoát ra khỏi ô tô chỉ tính bằng giây. Một số người cho rằng nếu đóng chặt cửa kính, xe sẽ nổ như một quả bóng do khoang lái kín khít, từ đó tăng tỷ lệ sống sót cho các hành khách trong xe. Tuy nhiên, thực tế ô tô không kín nước hoàn toàn, mà vẫn có những khe hở từ hệ thống điều hòa, khe cân bằng áp suất nằm ở phía sau xe. Vì vậy, khi rơi xuống sông, nước vẫn sẽ len lỏi vào những khe nhỏ và thâm nhập vào bên trong cabin, khiến xe chìm nhanh. Nếu xe đóng kín, lúc này người trong xe sẽ không thể mở cửa do áp lực nước từ bên ngoài. Chỉ khi cabin ngập nước, xe chìm hoàn toàn, áp suất bên trong và bên ngoài mới cân bằng, cửa xe mới có thể mở ra. Nếu mở cửa sổ từ đầu, cơ hội thoát ra sẽ cao hơn rất nhiều. Tất nhiên, việc mở cửa sổ chỉ áp dụng được khi điều kiện thời tiết nắng ráo. Trong điều kiện mưa to, dông bão, vẫn cần ưu tiên đóng cửa. Khi đó, nếu có bất trắc bị rơi xuống nước, tài xế cần nhớ mở cửa sổ ngay lập tức. Dưới đây là các thao tác để thoát hiểm khỏi một chiếc ô tô đang chìm dưới nước. Khi xe rơi xuống nước, có thể kích hoạt túi khí do va chạm. Cần giữ tay trên vô lăng ở tư thế chuẩn như hình để tránh va chạm hoặc gây thương tích. Với hành khách, việc cúi đầu hoặc giơ tay lên có thể làm tăng khả năng bị thương trong vụ tai nạn. Khi xe vừa rơi xuống nước, hành khách không nên hoảng loạn và không gọi điện cầu cứu vì việc gọi điện sẽ mất vài giây quý giá và làm giảm cơ hội thoát thân của bạn. Việc cần làm là tháo dây đai an toàn, bấm nút hạ cửa kính điện nếu còn hoạt động. Trường hợp xe không hạ được cửa kính, có thể dùng vật nhọn như chìa khóa, thiết bị phá kính hoặc rút tựa cổ ở ghế lái và đập mạnh phần kim loại vào cửa kính, tạo lỗ hổng lớn và thoát ra ngoài. Theo các chuyên gia, thời điểm vàng có thể mở cửa xe thoát ra là khi mực nước bên ngoài vẫn thấp hơn cửa sổ. Nếu nước đã vượt qua mức này, bạn đừng nên cố gắng mở cửa ô tô theo cách thông thường vì lúc này áp lực nước sẽ khiến cửa nặng, khó mở. Ngoài ra, trường hợp mở được cửa thì nước sẽ tràn vào cabin nhiều hơn, khiến xe bị chìm nhanh. Nếu lựa chọn phá kính, chỉ nên phá kính cửa sổ bên cạnh, tuyệt đối không nên phá kính chắn gió phía trước hoặc sau bởi lớp kính này dày, khó phá hơn. Sau khi phá cửa, người biết bơi tốt, ưu tiên đưa trẻ em, người già lên mặt nước, nhanh chóng tìm kiếm sự ứng cứu và từ từ bơi, dìu nhau vào bờ. Để sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp xe rơi xuống nước, người lái ô tô nên để sẵn trong xe các dụng cụ thoát hiểm như búa phá kính, dụng cụ cắt dây an toàn và phổ biến kiến thức tự tháo dây an toàn cho trẻ em và người lớn tuổi.